Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 43. Bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi phán như vậy. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Sheba làm của thay ngươi. Vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi. Ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông và nhóm họp ngươi từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông ra và bảo phương Nam rằng chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Hãy đem dân này ra là dân có mắt mà đuôi, và những kẻ có tai mà điếc. Các nước hãy nhóm lại, các dân tộc hãy hiệp lại. Trong vòng họ, ai có thể rao truyền sự này và tỏ cho chúng ta những sự từ trước? Họ hãy dẫn người làm chứng, hầu cho mình được xưng công bình, và cho người ta nghe mà nói rằng ấy là thật. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi là kẻ làm chứng ta và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta và hiểu rằng ta là Chúa. Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính ta là Đức Giê-hô-va. Ngoài ta không có cứu Chúa nào khác. Ấy chính ta là đấng đã rao truyền, đã giải cứu và đã chỉ bảo. Chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi đều là người làm chứng và ta là Đức Chúa Trời. Thật, từ khi có Ngài, ta đã là Đức Chúa Trời. Chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được? Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc các ngươi, đấng thánh của Israel phán như vậy. Vì cớ các ngươi, ta đã sai đến Babylon, khiến chúng nó, tức là người canh đê, như là người chạy trốn, xuống các tàu mình đã lấy làm vui mừng. Ta, Đức Giê-hô-va, là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel tức vua các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại. Thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn. Phán như vậy, đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới. Việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng với muôn rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta. Vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân này cho ta. Nó sẽ hát khen ngợi ta. Song hỡi Gia-cốp, ngươi chẳng từng kêu cầu ta. Hỡi Israel, ngươi đã chán ta. Ngươi chẳng dùng chiên làm của lễ thiêu dâng cho ta, chẳng dùng hy sinh tôn kính ta. Ta chẳng làm phiền ngươi mà khiến dâng lễ vật, cũng chẳng làm nhọc ngươi mà khiến đốt hương. Ngươi chẳng lấy tiền mua xương bồ cho ta và chẳng lấy mỡ của hy sinh làm cho ta no, nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền, lấy sự gian ác làm cho ta nhọc. Ấy chính ta
là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Hãy nhắc lại cho ta nhớ. Chúng ta hãy biện luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình. Thủy tổ ngươi đã phạm tội, các thầy giáo ngươi lại phạm phép nghịch cùng ta. Vậy nên, ta làm nhục các quan trưởng của nơi thánh. Ta sẽ bắt Gia-cốp làm sự rủa sả và Israel làm sự dèm chê. Chương 44. Bây giờ hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, hỡi Israel mà ta đã chọn, hãy nghe. Đức Giê-hô-va là đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi phán như vậy. Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta và Giê-su-run mà ta đã chọn, đừng sợ chi, vì ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Chúng nó sẽ nảy nở giữa đám cỏ như cây liễu giữa dòng nước. Người này sẽ nói rằng, ta thuộc về Đức Giê-hô-va. Người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp. Kẻ khác nữa lấy tay mình viết rằng, ta thuộc về Đức Giê-hô-va và xưng mình bằng danh Israel. Đức Giê-hô-va là vua và đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ai là kẻ kêu gọi như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa này, thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến. Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta, ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật chẳng có vần đá nào khác ta không biết đến. Những thợ chạm tượng đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ. Ai là kẻ tạo một vị thần, đúc một tượng mà không có ích chi? Này, mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục. Những thợ đó chẳng qua là loài người. Họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên, chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ. Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa, dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm, mặc dầu đói và kém sức, không uống nước và kiệt cả người. Thợ mộc giăng dây, dùng phấn mà gạch, đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp, làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp, để ở trong một cái nhà. Lại đi đốn cây bách, lấy cây lật, cây dẻ mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng, trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi, cũng dùng để đun lửa hấp bánh, lại cũng lấy mà làm một vị thần, rồi thờ lại nó, làm nó nên một tượng chạm mà quỳ lại trước mặt nó. Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt ăn cho no hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng, hà, này ta sưởi đây, ta thấy ngọn lửa. Đoạn, gỗ còn thừa lại làm một vị thần, tức là tượng chạm mình, cúi mình trước mặt nó mà thờ lại, cầu nguyện nó mà rằng, xin giải cứu tôi vì Ngài là thần của tôi. Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng, ta đã lấy phân nửa mà chụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lại một gốc cây sao? Người đó ăn cho lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng, trong tay hữu ta há chẳng phải là đồ giả dối sao? Hỡi Gia-cốp, hỡi Israel, hãy nhớ các điều này. Vì ngươi là tôi tớ ta, ta đã gây nên ngươi. Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta,
ta sẽ không quên ngươi. Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. Hỡi các tầng trời hãy hát vui mừng vì Đức Giê-hô-va đã làm hoàn thành. Hỡi các nơi sâu dưới đất, hãy reo la. Hỡi các núi rừng cùng mọi cây cối trên rừng, hãy cất tiếng mà hát, vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp và sẽ tỏ sự vinh hiển Ngài ra trong Israel. Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật. Một mình ta đã dương các tầng trời và trải đất. Ai ở cùng ta? Ấy chính ta làm trật các điềm của kẻ nói dối, khiến thầy bói nên ngu muội, làm cho kẻ trí tháo lui, biến sự khôn ngoan nó ra dại khờ. Chúa làm ứng nghiệm lời của tôi tớ Ngài, thiệt hành mưu của sứ giả Ngài, phán về thành Jerusalem rằng nó sẽ có người ở, và về các thành của Giu-đa rằng nó sẽ được lập lại. Ta sẽ dựng lại các nơi hoang vu của nó, phán cùng vực sâu rằng hãy khô đi, ta sẽ làm cạn các sông. Phán về Si-ru rằng nó là người chăn chiên của ta, nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng nền ngươi sẽ lại lập. Chương 45. Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Si-ru là người sức dầu của ta: Ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Vì cớ Gia-cốp tôi tớ ta và Israel kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi và đặt tên thêm cho ngươi, dầu ngươi không biết ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Hỡi các tầng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao. Vòng khung, hãy đổ sự công bình xuống. Đất, hãy tự nẻ ra, đặng sinh sự cứu rỗi. Sự công bình mọc lên cả một lần. Ta là Đức Giê-hô-va đã dựng nên sự đó. Khốn thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình. Một bình trong các bình bằng đất. Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng ngươi làm chi, hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng nó không có tay. Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng cha sinh ra gì, và cùng đàn bà rằng ngươi đẻ gì. Đức Giê-hô-va đấng thánh của Israel, tức là đấng đã làm ra Israel, phán như vậy: Các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến, hãy bảo ta về sự các con trai ta và về việc làm bởi tay ta. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất. Chính ta, tức là tay ta, đã dương ra các tầng trời và đã truyền bảo các cơ binh nó. Ấy chính ta đã dấy người lên trong sự công bình và sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thành ta và thả kẻ bị đày của ta, không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Lời lãi nước Ê-díp-tô, của cải nước Ê-thi-ô-pi cùng người Sa-bê, người vóc dạc cao lớn, đều sẽ qua cùng ngươi và thuộc về ngươi. Họ sẽ bước theo ngươi,
mang xiềng mà đến, quỵ lụy trước mặt ngươi và nài xin rằng: Thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi, ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel là cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Hết thảy chúng nó đều bị xấu hổ nhút nha. Những thợ làm hình tượng cùng nhau trở về rất là mắc cỡ. Duy Israel đã được biết Đức Giê-hô-va cứu cho, được sự cứu đời đời, đến đời đời vô cùng, các ngươi không còn mang hổ mang nhơ. Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ta chẳng hề nói cách kín dấu, chẳng nói trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng: Các ngươi tìm ta là vô ích. Ta là Đức Giê-hô-va, phán sự công bình, truyền điều chân thật. Hỡi dân thoát nạn của các nước, hãy nhóm lại và đến, thảy cùng nhau lại gần. Những kẻ khiêng gỗ của tượng chạm mình, cầu nguyện với thần không cứu được, thật là đồ vô thức. Vậy hãy truyền rao, hãy bảo chúng nó đến gần và nghị luận cùng nhau. Từ đời xưa, ai đã rao ra sự này? Ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là cứu Chúa ngoài ta. Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại. Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta mà thề. Người ta sẽ luận về ta rằng: Sự công bình và sức mạnh chỉ ở trong Đức Giê-hô-va, người ta sẽ đến cùng Ngài. Mọi kẻ giận Ngài sẽ bị hổ thẹn. Cả dòng dõi Israel sẽ được xưng công bình trong Đức Giê-hô-va và nhờ Ngài mà được vinh hiển. Thi Thiên 53. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời. Nơi chẳng có sự kinh khiếp, chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt. Vì Đức Chúa Trời rải rác cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi. Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó. Ôi, chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Thư của Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-su Christ. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-su Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-su Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài,
theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, là soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chương 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó,
Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Jesus Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.